Hello, 500 anh em. Chào 500 anh em đã quay trở lại kênh Remix Audio của bên mình. Và hôm nay mình sẽ review một số sản phẩm của CAVS. Thì đã có bao giờ các bạn thắc mắc là ở trong phòng karaoke người ta sử dụng những chiếc loa như thế nào không? Và một chiếc loa như thế nào thì được đánh giá là một chiếc loa chất lượng, một chiếc loa có thể đáp ứng được nhu cầu về ca hát cũng như là nghe nhạc của mình không ạ? Và sau đây là mình sẽ review và giới thiệu cho bạn một chiếc loa, đó là CAVS M12. Đây là một trong những dòng loa được gọi là chiến thần của CAVS, có thể sử dụng để lắp phòng karaoke và những phòng KTV. Và những cái loa này mình đã lắp rất là nhiều công trình, rất là nhiều chủ đầu tư đã khó tính nhưng mà mình đã chinh phục được chủ đầu tư bởi chất âm của nó. Đây, chiếc loa CAVS M12. Mặt trước ê căng thì được thiết kế bởi tông màu đen đầy cuốn hút, và trang bị lưới thép đục lỗ rất là tinh tế và lót vải bên trong ha. Lớp kết hợp với lớp sơn tĩnh điện cũng như là lớp ván rất là được sơn, một lớp sơn rất là chắc chắn, có thể chịu được lực và được ấm, cho nên là rất là bền bỉ với thời gian. Mặt bên mình có thể nhìn thấy được lớp sơn cũng như là những con ốc của bạn. Những cái lớp sơn của nó rất là lớp sơn nhám, rất là cứng cáp. Mình sờ vào mình cảm giác là cái độ cứng chắc của nó. Và đây là mặt sau cũng như là logo M12 CAVS với hai lỗ cắm loa và thông tin thông số kỹ thuật ở phía trên đó. Phía sau mình sẽ nói hơn kỹ hơn về thông số kỹ thuật nha. Bây giờ mình sẽ đi một vòng về cái ngoại quan của nó thôi. Một cái sản phẩm mà được hãng rất là chú ý về thiết kế cũng như là rất là tinh tế trong cái thiết kế. Cái lưới, cái lỗ thoát hơi này phía sau, nhưng mà hàng là trang bị cho mình một cái lưới để chống côn trùng đi vào trong đó rất là ok. Đấy. Mình sẽ qua một vòng rồi mình chiêm ngưỡng hết cái loa này ha. Mặt bên cũng như mặt trước thiết kế rất là đặc biệt, rất là sang trọng. Hai bên được đục lưới tổ ong, còn phía giữa thì được kết điều lên bằng những hình kết tre, quá là ok. Ở phía dưới này là bát, này bát 30 ferrit, tên là chép. Điểm nhấn là những cái logo CAVS màu vàng rất là sang trọng. Thì logo này không những chỉ tạo ra được cái nhân diện thương hiệu mà nó mang đến sự tinh tế và đẳng cấp cho sản phẩm của CAVS ra. Loa CAVS này trang bị bát 30 ferrit từ 220 và loa chép côn 45 cho hai đường tiếng bát reflex, công suất liên tục đó là 500W và công suất cực đại đó đến là 1500W. Tần số của loa nó từ 51Hz đến 20kHz, một dải tần khá là rộng để tạo ra được những tiếng bát trong chép uy lực ha. Độ phụ âm thanh thì góc phụ âm thanh là từ 70 độ ngang và 60 độ dọc, giúp loa có thể treo ngang và treo dọc rất là ok. M12 thì nó thể phù hợp các cái dòng nhạc khác nhau, từ pop ballad trữ tình đến nhạc đen, nhạc mix, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, cho nên mình cũng đã lắp rất là nhiều trong phòng karaoke. Với độ nhạy là 95 dB và trở kháng 8 ohm thì loa cho phép kết nối dễ dàng với các cái âm ly cũng như là main đẩy, tạo nên một cái hệ thống âm thanh chuyên nghiệp trong phòng karaoke này, ba club này. Đấy, mọi người có thể chiêm ngưỡng lại một lần nữa cái những cái mặt trước của loa được CNC những cái mắt lưới nhìn rất là đặc biệt, rất là sang trọng ha. Hai bên thì tổ ong, còn phía trước, phía chính giữa thì là những hình đốt tre để tạo thành cái điểm nhấn của logo. Và phía trong là được lót một lớp nỉ để chống bụi sơn tĩnh điện cực kỳ bền. Loa CAVS M12 này sử dụng có cấu tạo gồm hai đường loa, hai đường tiếng, một cụ bass 30 500 ferrit và một cụ kèn, sẽ làm thỏa mãn được những cái đôi tai khó tính nhất về chất âm của nó. Cụ bass được CAVS tự hào đó là vang lại cái âm trầm sâu lắng, mạnh mẽ và đầy uy lực, bởi vì nó xuống được 51Hz, cho nên là tiếng bass cực kỳ là uy lực, cực kỳ là căng đấy. Cái này kết hợp với main 4001 DG
thì khỏi phải bàn về âm bát. Đây là một trong những chiến mã, một trong những chiến thần của Seabed trong dòng KTV Pro để lắp phòng. Nên mình có thể chiêm ngưỡng được cái nước sơn cũng như những con ốc vít. Đây là một trong những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc của Seabed Nhật Hoàng. Một sản phẩm em lắp phòng rất là nhiều, cho nên cuối clip mời các bác tham khảo những cái phòng mà bên em đã thi công lắp đặt trong thời gian vừa qua ha. Rất là nhiều chủ đầu tư đã tin dùng cái sản phẩm Seabed này trong những năm qua. Thực sự rất là mê với cái thiết kế của Seabed này, cẩn thận, tinh tế và chi tiết từng điểm nhấn. Đó là một chiến thần để có thể sử dụng lắp phòng karaoke kinh doanh. Một sản phẩm tuyệt vời, thiết kế rất là thời thượng và tinh tế. Sau đây là mời các bác cùng em đến, mình sẽ trải nghiệm những cái phòng được là thi công và lắp đặt bởi cấu hình Seabed M12 này các bác ha. Bên em thi công rất là nhiều phòng về Seabed M12 này, và các bác có thể cùng em trải nghiệm sản phẩm này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên em. Các bác có thể đăng ký và subscribe kênh để đón xem nhiều cái sản phẩm của bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác sức khỏe. Nhà hàng chuẩn bị khách trước. Hôm nay em setup lại thống âm thanh cho nên luôn tiện là review cho các bác luôn. Đây là phòng VIP 1. Nội thất phòng cháy chữa cháy cực kỳ uy tín luôn các bác ha. Wow, có thấy thế nào ạ? Hệ thống âm thanh quá đẳng cấp, cũng như là cách âm trang trí quá đẹp luôn đó. Hệ thống âm thanh Seabed do Rumit Audio của bên em cung cấp setup và tập. The Elmer Remix. Sang chảnh, rực rỡ. Phòng này cũng 4 loa và 1 sập đôi. Có thế nào? Quá VIP quá các bạn. 2 TV. Đây em đang setup. DJ Elmer Remix. DJ John Sassy Remix. This is
on DK Mix Club DJs. Remix. DJ Elmer Remix. DJ John Sassy Remix. This is an DK Mix Club DJs. Okay, man. DJ Elmer Remix.